top những tướng Việt Nam Cộng Hòa di tản sang Mỹ, cuối đời chỉ mơ hồi hương. Phu nhân Mai Anh. Như quý vị đã biết, bà Nguyễn Thị Mai Anh chính là chính thất duy nhất của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Vì vậy, bà được coi là đệ nhất phu nhân đầu tiên của chính thể đệ nhị Cộng Hòa, thời kỳ từ 1967 đến 1975. Phu nhân Mai Anh kết hôn với Nguyễn Văn Thiệu vào năm 1951. Trong các hồ sơ sử liệu, không có nội dung nào nói tới việc bà Mai Anh can dự vào chính trường như bà Trần Lệ Xuân trước kia. Thay vào đó, bà được biết tới với các hoạt động xã hội như kêu gọi từ thiện, xây bệnh viện vì dân. Nhắc tới bệnh viện vì dân của bà Mai Anh thời đó, báo giới mô tả đây là bệnh viện hiện đại nhất miền Nam, có 400 giường và các phân khoa ngoại, nội trú, giải phẫu, xét nghiệm, tai mũi họng, quang tuyến, nhãn khoa, nhi đồng, nhà thuốc. Tuy nhiên, sau ngày giải phóng, khi nhiều tư liệu được giải mật cùng các thông tin chân thật đến từ những tập hồi ký của các tướng tá hải ngoại, chúng ta biết thêm được sự thật về những phi vụ buôn lậu siêu khủng do bà Mai Anh đứng sau bảo kê. Bên cạnh đó, những công trình với vỏ bọc phúc lợi như là bệnh viện vì dân nói trên thì bên trong cũng là những toan tính tham ô tham nhũng viện trợ Mỹ, lũng đoạn thao túng thị trường thuốc Tây ở miền Nam. Và bệnh viện thì hầu như dân không được hưởng mấy, chủ yếu là nơi dành cho các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức trên truyền hình và rời Việt Nam đến Đài Bắc trong đêm 25 tháng 4, bà Mai Anh cũng cùng chồng và các con sang Đài Loan, từ đó nhập cảnh Hoa Kỳ và ở tại Boston. Sau khi Nguyễn Văn Thiệu qua đời vào năm 2001, ông ta có ước nguyện được đem tro cốt về Việt Nam chôn cất ở Phan Rang, Ninh Thuận, nếu không thì giải một nửa xuống biển và một nửa trên núi. Bà Mai Anh thì cũng từng chia sẻ về ước vọng hồi hương của mình. Tôi mong có dịp về lại Việt Nam thăm mồ mả ông bà và mang tro cốt của ổng về khi đất nước bình yên. Ông già có chối rằng nếu được thì đem chôn tại quê ông ở Phan Rang, Ninh Thuận, nếu không thì giải một nửa xuống biển và một nửa ở trên núi. Ngày 15 tháng 10 năm 2021, bà Mai Anh qua đời tại nhà riêng ở khu Đông Bắc, quận San Diego, tiểu bang California, hưởng thọ 90 tuổi. Nguyễn Văn Thiệu. Nguyễn Văn Thiệu là cái tên quá đỗi quen thuộc với những người am hiểu lịch sử hiện đại. Ông Thiệu giữ chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn từ 1967 đến 1975. Nguyễn Văn Thiệu xuất thân trong gia đình làm nghề đi biển, có 8 anh chị em. Gia đình Nguyễn Văn Thiệu theo đạo Công giáo, tuy không thuộc loại giàu có nhưng cũng tương đối khá giả. Một số người thân cận trước kia với Nguyễn Văn Thiệu nhận xét về ông ta như sau. Là người có tính tình rất bình dân mộc mạc, ăn nói huỵch toẹt theo nếp sống của người miền biển. Còn ông Đỗ Mậu thì ghi trong hồi ký của mình rằng: có một điều tôi vô ý là dù quen biết Thiệu đã lâu ngày nhưng mãi cho đến khi nhìn ông Thiệu qua màn ảnh truyền hình, tôi mới thấy được cặp mắt láo liên, biểu hiện sự gian trá và làm cho ông Thiệu trở thành tay gian hùng tham nhũng. Còn đây là nhận xét của Cao Văn Viên về người chiến hữu từ thời trai trẻ của mình khi ông này so sánh Nguyễn Văn Thiệu với Ngô Đình Diệm ở trên cương vị Tổng thống của chế độ Sài Gòn. Mỗi người độc tài theo cách riêng, Tổng thống Diệm duy trì chế độ như một quan lại của thời quân chủ, ông bẩm sinh chống cộng. Còn Nguyễn Văn Thiệu thì theo đường lối độc tài trong dân chủ, vỏ ngoài dân chủ nhưng bên trong thì chi phối cả hai ngành lập pháp và tư pháp, bàn tay sắt trong đôi găng tay nhung. Nguyễn Văn Thiệu đa nghi tào tháo và không e ngại ban phát ân huệ để tạo phe cánh và chia rẽ đối phương như ông ta đã làm tại Quốc hội. Ông ta chủ trương làm chính trị là phải lì. Những năm tại chức, Nguyễn Văn Thiệu luôn bị ám ảnh bởi cái chết của Ngô Đình Diệm. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu được CIA sắp xếp bí mật ra đi trên chiếc phi cơ C-118 với tư cách đặc sứ Việt Nam Cộng Hòa đến Đài Bắc phúng điếu tưởng giới thạch. Đầu thập niên 1990, gia đình ông tới vùng ngoại vi Boston, Massachusetts và sống một cuộc sống thầm lặng trong quãng đời còn lại ở đây. Nguyễn Văn Thiệu không viết hồi ký, hiếm khi trả lời phỏng vấn và từ chối tiếp khách. Ngoài việc nhìn thấy ông Thiệu dắt chó đi dạo, hàng xóm hiếm khi có cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu ông ta. Những lần xuất hiện ít ỏi của ông trước dư luận quốc tế sau khi lưu vong gồm có bộ phim tài liệu Việt Nam Cuộc Chiến 10.000 ngày của Mỹ sản xuất năm 1980 và cuộc phỏng vấn với tạp chí Spiegel của Tây Đức vào năm 1979, trao đổi về quãng thời gian nắm giữ cương vị Tổng thống miền Nam Việt Nam. Nguyễn Văn Thiệu mất đột ngột ở tuổi 78 vì có tiền sử bệnh tim. Cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, Nguyễn Văn Thiệu vẫn luôn mang trong mình nỗi oán hận với quan thời Mỹ khi không giang tay giúp đỡ, bỏ mặc ông ta một mình xoay sở. Cựu phụ tá đặc biệt Nguyễn Văn Ngân từng nhận xét rằng Tổng thống Thiệu đã mang mối hận thù xương tủy người Mỹ cho tới tận cuối đời. Đến mức vào lúc chết, ngày 29 tháng 9 năm 2001, Nguyễn Văn Thiệu đã bày tỏ ý nguyện rằng
Nếu có thể, ông ta muốn xác của mình được hỏa táng để đem tro cốt về Việt Nam, bằng không thì sẽ giải xuống biển, chứ không muốn chôn trong lòng đất Mỹ. Ngô Quang Trưởng. Tướng Ngô Quang Trưởng sinh năm 1929 trong một gia đình đại điền chủ giàu có tại Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre. Ông được Việt Nam Cộng Hòa đánh giá là một tướng có tài chỉ huy quân sự. Tham gia nhiều chiến dịch và trận giao tranh với quân giải phóng miền Nam Việt Nam, ông ta thể hiện mình là một vị tướng sạch, tận tụy với công việc nhà binh, có nguyên tắc, kỷ luật cao, nhưng đặc biệt là có lòng thương lính dưới quyền. Những ngày cuối tháng 4, ông Trưởng là một trong những tướng lãnh chỉ huy các trận giao tranh ác liệt nhất với quân giải phóng ở khu vực Huế, Đà Nẵng. Sau những thất bại nặng nề dẫn tới sự sụp đổ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, Ngô Quang Trưởng cũng như bao tướng lãnh khác đã cùng gia đình di tản sống một cuộc sống mới trên đất Mỹ. Những ngày sống lưu vong trên đất Mỹ, Ngô Quang Trưởng sống rất lặng lẽ, bình lặng nhưng cũng trầm uất, cay đắng của một viên tướng thua cuộc. Những cuốn sách mà Ngô Quang Trưởng đã viết ở Mỹ theo yêu cầu của Trung tâm Lịch sử Quân sự Mỹ thường thiên về những phân tích thuần túy quân sự chứ không đả động đến vấn đề chính trị. Ông qua đời tại Mỹ vào năm 2007. Theo lời kể của gia đình, ông có một ước nguyện cuối đời là được đưa tro cốt về đất mẹ giải trên ngọn đèo Hải Vân. Do đó, năm 2008, vợ ông là bà Nguyễn Hồng Nhung cùng những đứa con của mình đã làm theo di nguyện ấy, đưa tro cốt chồng, cha của mình về Việt Nam. Theo lời bà Nhung kể lại, thì khi đến gần đỉnh đèo Hải Vân, nơi một khúc ngoặt nguy hiểm có một cái miếu nhỏ thờ những người bị tai nạn chết ở đó, thì bà Nhung quyết định chọn chỗ này để giải tro. Suốt ngày hôm ấy trời âm u giông gió, mấy mẹ con và chú tài xế đi cùng đều chia hoa, nhang rồi lâm dâm khấn vái, khấn nguyện trước miếu. Một lát lâu sau khấn xong thì ngẩng lên trời đất bỗng dưng quang đãng hẳn, mây tan và trời trong xanh. Khi đó, bà mới cùng các con giải tro cốt của ông Trưởng. Nguyễn Cao Kỳ. Ông Nguyễn Cao Kỳ là cựu phó tổng thống chính quyền Sài Gòn. Ông được cho là một biểu tượng của hòa giải dân tộc khi mà trong những năm tháng chiến tranh ông tham gia chống cộng quyết liệt thì sau khi đất nước hòa bình, ông đã trở lại quê hương bày tỏ ước vọng được hòa hợp, hòa giải dân tộc. Được biết, sau khi rời khỏi Việt Nam năm 1975, ông đã có quãng thời gian khởi nghiệp vất vả ở đất Mỹ. Có người nói rằng ông kiếm sống bằng cách đi làm thuê trong hơn 10 năm đầu sống ở Mỹ. Từ năm 2004 đến 2008, sau khi sống tại Hoa Kỳ, ông đã 4 lần về Việt Nam. Khi trở về Việt Nam, ông được nhiều cấp cao của Việt Nam đón tiếp, đó là những người có trọng trách bên nhà nước, chính phủ, quốc hội và cả mặt trận tổ quốc. Ông Kỳ cho rằng ông trở về đây với mong muốn trở thành sứ giả cho sự hòa hợp dân tộc. Ông đã tuyên bố ủng hộ nhà nước Việt Nam và lên tiếng chỉ trích những người tự xưng là đang tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam. Và theo ông, thì chuyện một số người Việt ở hải ngoại đòi Việt Nam có một thể chế dân chủ như ở Hoa Kỳ là điều rất sai lầm, vì dân chủ kiểu đó không phù hợp với thực trạng Việt Nam lúc này. Dù vấp phải nhiều ý kiến phản đối và cái nhìn thiếu thiện cảm từ các thành phần chống đối trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, nhưng ông Nguyễn Cao Kỳ không hề bận tâm, vẫn quyết tâm trở về Việt Nam. Ngày 22 tháng 7 năm 2011, ông qua đời tại một bệnh viện ở Malaysia sau một thời gian lâm trọng bệnh. Thi hài của ông được hỏa táng. Sau đó, con gái ông là Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã đem tro cốt của ông về Mỹ. Nguyễn Chánh Thi. Nguyễn Chánh Thi từng được tạp chí Time của Mỹ gán cho biệt hiệu chuyên gia đảo chính. Ông Thi sinh năm 1923 tại Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Ông là một người ít học. Năm 1940, ông đi lính cho Pháp, từng bị Nhật bắt, Việt Minh bắt nhưng đều trốn thoát được và tiếp tục cầm súng cho Pháp. Khi chính thể Việt Nam Cộng Hòa được thành lập, ông tại vị ở cấp bậc trung tướng. Sau khi Ngô Đình Diệm bị lật đổ là quãng thời gian xảy ra nhiều biến loạn ở chính trường miền Nam, trong đó có sự kiện biến động miền Trung 1966. Sau khi chính quyền Sài Gòn dẹp tan được vụ này, Nguyễn Chánh Thi cùng một số quan chức khác bị bắt giải về Sài Gòn. Không phải ra tòa án binh về tội phản loạn, Nguyễn Chánh Thi chỉ bị sa thải khỏi quân đội. Ngày 31 tháng 7 năm 1966, kẻ nổi loạn Nguyễn Chánh Thi bị áp giải ra phi trường Tân Sơn Nhất để bắt đầu cuộc sống lưu vong. Trước khi lên máy bay, có lẽ vì quá bất mãn, ông ta đã ném bỏ tất cả huy chương, chỉ giữ lại duy nhất chiếc mũ lưỡi chai như một vật kỷ niệm. Tại Mỹ, những năm đầu ông ta được trợ cấp 600 đô mỗi tháng, theo chế độ trợ cấp cho một sĩ quan cao cấp hồi hưu, sau đó bị hạ xuống còn 170 đô vì một khiếu nại của tướng Nguyễn Cao Kỳ, cho rằng Nguyễn Chánh Thi không xứng đáng được nhận chế độ trợ cấp này vì ông ta bị loại ngũ chứ không phải giải ngũ. Theo bài viết của báo New York Times, trong những năm sống lưu vong tại Hoa Kỳ, tướng Thi đã từng làm nhiều nghề như bảo vệ trong một khách sạn nhỏ tại Los Angeles và mở một tiệm cà phê ở Arkansas.
Tháng 2 năm 1972, sau 6 năm tha phương, Nguyễn Chánh Thi đã tự mua vé máy bay trở về Việt Nam như một dân thường. Nguyễn Văn Thiệu đã cương quyết ra lệnh cấm, không cho ông ta bước ra khỏi máy bay và đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Sự việc này theo hãng UPI đưa tin như sau. Ở đó, có giám đốc cảnh sát Đô Thành Trang Sĩ Tấn. Trang Sĩ Tấn xuất hiện chặn Tướng Thi lại, yêu cầu ông không được bước vào phòng khách của Tân Sơn Nhất và ngồi yên tại chỗ để quay trở về Mỹ trong vòng 10 phút nữa. Vào lúc đó, từ đại sảnh của phòng trà sân bay, hàng trăm thân hữu của ông Thi nhướng mắt chờ đợi ông với bữa tiệc hứa hẹn sẽ đầy đủ các chính khách quan trọng đến dự ngay trưa ấy tại Sài Gòn. Nhưng ngoài kia, ông ta đã bị giữ lại. Cuối cùng, chiếc phi cơ phản lực khổng lồ gầm rú và hối hả cất cánh quay về Mỹ với người khách độc nhất là tướng Nguyễn Chánh Thi. Như vậy, chuyến hồi hương về Việt Nam đó, ông chỉ được nhìn khung cảnh Sài Gòn qua cửa máy bay rồi bị buộc phải độc hành viễn xứ lập tức. Báo chí Sài Gòn lại rộ lên dư luận chỉ trích Thiệu Kỳ xử sự với ông Thi không công bằng và đưa tin hãng bay Pan Am chưa đồng ý về khoản bồi thường 200.000 đô cho sự cố trên. Vào năm 1985, ông Thi cho xuất bản cuốn hồi ký Một trời tâm sự kể về cuộc đời mình. Tuy có tham gia một số hoạt động xã hội của các cựu binh Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ, nhưng ông ta cũng từ chối tham gia tất cả các phong trào vận động vũ trang để chống lại chính phủ Việt Nam. Và sau hơn 40 năm tha hương, ông qua đời lúc 6 giờ 42 phút ngày 23 tháng 6 năm 2007 giờ miền Đông Hoa Kỳ tại Lancaster, thọ 85 tuổi.